hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người bộ phim Những Điệp Viên Lui Về Núi Sâu Luyện Công Phu. Sau khi rời núi trở thành người không ai địch nổi, điệp viên không không thấy. Phần 2. Mở đầu, có một ngôi miếu, trong miếu có rất nhiều hòa thượng. Còn có một điệp viên, mỗi ngày đều bị mọi người mang đi luyện thiết đầu công. Hai tay để không kéo tảng đá, chân trần đi trên than. Ở đây 3 năm, đại sứ nói với Johnny. CIA điều Johnny về tiếp tục nhận nhiệm vụ, bảo Johnny nhanh chóng thu dọn hành lý. Người đàn ông không cử động chút lại nháy mắt này, khi mới đầu vào CIA, đã không cẩn thận khiến con mèo cưng của sếp ngã xuống dưới tầng. Chỉ có thể giả vờ ôm mèo rời khỏi hiện trường. Không ngờ rằng, nhờ có một nhà tâm lý học, cô ấy đã ôm con mèo mang về. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ có thể dùng vài cử chỉ cứng nhắc giải tỏa sự ngượng ngùng. Cấp trên giao Johnny một nhiệm vụ, hy vọng Johnny cố gắng làm cho tốt. Đồng nghiệp dẫn Johnny đi tham quan một vòng những trang bị của điệp viên. Chiếc điện thoại không đơn giản đâu, chỉ cần đối phương nhấc máy thì điện thoại sẽ nổ. Nhà khoa học này vì để nâng cấp vũ khí điệp viên, mất cả cánh tay. Cả chiếc xe lăn ông ấy đang dùng cũng bất khả chiến bại, còn dùng tốt hơn cả hai chân. Chiếc xe đã được cải tiến này là thứ mà nhà khoa học chuẩn bị cho Johnny. Có thể dùng giọng nói để điều khiển, vô cùng trung thành. Giá cả không thường đâu. Cái máy ảnh này cũng rất đặc biệt. Chỉ cần lấy nó chụp ảnh ai thì có thể đốt cháy mông người đó. Bạn đồng hành mới của ông ta là một anh chàng. Hai người cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Người họ cần tìm là một người đeo kính. Nhưng Johnny vừa ra tay đã tìm sai người, khiến đối phương vô cùng phật ý. Mà người gầy nhom bên cạnh mới là người cần tìm. Nhưng giây tiếp theo đã bị kẻ địch xử lý. Johnny dựa theo manh mối mà người kia để lại tìm được mục tiêu. Đối phương biết bản thân khó mà thoát thân, chủ động giao chìa khóa ra. Lúc này, bên ngoài có người phụ nữ cầm súng, dùng súng trường ngay trước mặt Johnny, một súng bắn chết người kia. Khi anh ta nhìn thấy người phụ nữ này, nhưng lại để bà ta chạy thoát. Còn có một tên sát thủ khác là cao thủ trong cao thủ, bỏ qua đằng sau lưng Johnny, anh ta cũng không hề hay biết. Johnny cứ như vậy đuổi lên tầng thượng, người kia thì trèo rào vượt qua. Johnny lại chỉ có thể từ từ mở cửa đi vào. Không hiểu sao mấy tên sát thủ kia cứ thích phức tạp vấn đề lên. Vấn đề đơn giản thế cơ mà. Kẻ địch có thể bay qua bay lại giữa hai tòa nhà, mà Johnny lại chỉ có thể đứng lên cần cầu đi sang. Kẻ địch treo từ trên xuống mà Johnny vì quá yếu chỉ có thể đi thang máy. Nhưng tốc độ hai bên lại chẳng chênh nhau bao nhiêu. Sát thủ dùng thuyền chạy thoát, Johnny lái du thuyền đuổi theo. Lấy máy ảnh chụp một cái, liền khiến sát thủ lật thuyền ngã xuống nước. Cuộc chiến lên đến trên bờ, hai bên bắt đầu tấn công. Một loạt những động tác khó hiểu khiến Johnny giành được chiến thắng. Sau đó lại đến vài tên, xếp vòng bao vây. Johnny ngơ ngác nhìn, cứ đến lúc nguy hiểm đều có thể an toàn thoát thân. Sau đó đồng bạn của Johnny cũng xông vào cuộc chiến. Nhìn động tác thì chuyên nghiệp nhưng lại bị kẻ địch một đá đạp bay. Đây là vì sao chứ, chẳng lẽ lại vì không phải nhân vật chính sao? Chứ như Johnny vừa ra tay lại giành được chiến thắng. Chiếc chìa khóa kỳ lạ kia lại rơi vào tay Johnny. Để vào hộp chuẩn bị mang về đưa cho sếp. Vật quan trọng như vậy mà lại để cho người lạ cất giữ. Khi mang về mở ra thì thấy trong hộp trống rỗng. Trước cửa có một cô lao công, Johnny tưởng rằng chính là tên sát thủ thứ hai kia. Xông lên tấn công, thế mà lại phát hiện đó là mẹ của sếp. Suýt chút nữa là có án mạng xảy ra rồi. Nhưng khi đi đến phòng bếp thì phát hiện sát thủ đã ở trong này. Não của Johnny chưa kịp lốt chuyện gì đang xảy ra. Phân biệt không nổi đâu mới là sát thủ. Sau đó nhảy bổ lên đằng trước đánh vào một người phụ nữ. Mọi người đều sợ ngây người vì người Johnny đánh chính là mẹ của sếp. Sát thủ kia sao mà dễ đối phó như vậy được. Mọi người đều cho rằng Johnny điên rồi. Chỉ có kết tin anh ta. Dùng kỹ thuật cao thôi nhân Johnny. Để anh ta nhớ lại nhiệm vụ trước. Khi đó anh ta bị một cô gái hấp dẫn. Khiến tổng thống mà anh ta phải bảo vệ bị ám sát. Johnny nhớ lại một trong ba tên sát thủ kia. Khi đó cũng có mặt ở hiện trường. Anh ta đóng giả người chơi gôn, âm thầm đi điều tra. Kỹ thuật của anh ta khiến Tucker vô cùng kinh hãi. Mà nữ sát thủ kia lại lần nữa xuất hiện, lập tức bắn chết đối tượng, có vẻ như muốn giết người diệt khẩu. Hai người lái phi cơ cắt một đống cây, không dễ gì bay lên. Nhưng sát thủ kia vô cùng bạo lực, bắn cả phi cơ khiến nó không bay được nữa. May mà hạ cánh trên xe cứu hộ. Đối tượng trước khi chết nói CIA có nội gián. Johnny lục được trên người anh ta một cái chìa khóa. Johnny quay về tham dự cuộc họp của CIA, luôn miệng lẩm bẩm bao giờ thủ tướng mới đến đây. Đồng nghiệp bên thủ tướng đến thì sao? Johnny nói hay nhỉ? Thế mà lại là thật, khiến anh ta đứng ngồi không yên, liền ấn nút ngồi sụp xuống. Thôi xong, sao lại nâng lên rồi? Không điều khiển nổi, càng ngày càng cao, còn cao hơn thủ tướng. Trong hoàn cảnh nghiêm túc như vậy sao lại có thể nghịch ngợm như thế? Johnny nói nhóm sát thủ có hai người đã xử lý xong, còn một người ở trong CIA, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Trong cả quá trình, thủ tướng tức suýt hộc máu. Cái tên kia ngồi trước mặt ông dám hành động như một thằng điên vậy. Anh ta đi tìm đồng nghiệp. Khi đồng nghiệp nhìn thấy cái chìa khóa kia đã chuẩn bị sẵn súng phía dưới, tên này tưởng anh ta khó nhằn, đã phát hiện ra thân phận của hắn. Nhưng vẫn là Simon đánh giá cao Johnny rồi, anh ta vẫn luôn coi hắn là bạn. Bạn đồng hành của Johnny tìm ra tấm ảnh chụp chung của đồng nghiệp và đối tượng. Simon thế mà lại tùy tiện bịa ra câu chuyện về một tổ chức thần bí. Nhưng Tucker không phải đứa trẻ 3 tuổi nói gì cũng tin. Nhưng Johnny lại bị lừa thế mà tin luôn, hơn nữa còn đuổi Tucker đi. Simon nói tên sát thủ thứ 3 chính là nhà khoa học. Anh ta tin thật, liền chủ động đưa chìa khóa cho Simon. Sau đó anh ta đi tìm nhà khoa học. Lại không biết Simon đã sớm đổ tội lên đầu anh ta. Khiến Johnny bị đánh đến ngây người, lấy chiếc xe lăn của nhà khoa học. Ngồi lên đó phi băng băng trên đường. Còn tưởng rằng mình đã chạy thoát.
sau đó mới biết bản thân đã rơi vào bẫy. Sau đó Johnny tiếp tục bỏ chạy, chui qua gầm xe. Bây giờ chỉ còn Pamela tin anh ta. Mà bên này, Simon để ba cái chìa khóa hợp lại, mở ra két sắt bảo hiểm, lấy được một bình thuốc, không biết dùng để làm gì. Johnny và Pamela càng nói càng hợp, không biết điều nói đi đâu rồi. Nhưng lúc này Simon lại tìm đến cửa, đưa két đi. Đến khi Johnny nhìn thấy tấm lưng Simon, giờ mới nhớ đến, ngay Tổng thống bị ám sát, Simon cũng có mặt ở hiện trường. Nữ sát thủ quay lại, Johnny nhanh chóng theo ống xử lý rác chạy ra ngoài, thế mới thoát được. Việc đến nước này, Johnny chỉ có thể đi tìm Tucker. Tucker nói, anh là đồ ngu làm hại tôi bị mất việc. Nhưng Johnny lại nói một câu đầy tình cảm, tôi cần cậu. Tucker không thể từ chối sự chân thành này. Hai người lén lút đến kho hàng, gọi cái xe chiến đấu kia ra. Chiếc xe nhanh chóng đi ra, phóng nhanh về phía trước, tìm đến nơi Simon chuẩn bị ra tay, chính là ở trên đỉnh núi tuyết cao. Hai người chuẩn bị đầy đủ vũ khí, nhẹ nhàng xâm nhập bên trong. Vốn muốn trèo tường đi vào, nhưng không may kích hoạt máy cảnh báo, tiếng reo vang lên không ngừng, trốn nó vào trong tuyết cũng không được. Cứ thế để nó bay lên trời bắn khói ra hiệu, thu hút sự chú ý của người khác về đây. Tucker đành đánh ngất Johnny, nói bản thân bắt được một tên nội gián, lập tức gói anh ta lại. Hai người cứ như thế nhẹ nhàng tiến vào căn cứ địa. Tucker đã xử gọn mấy tên bảo vệ, nhưng Johnny lại tự ý hành động. Lúc này, Simon đã lấy thuốc trong cái bình kia cho vào đồ uống, chỉ đợi vị sếp cấp cao kia của CIA uống hết cốc đó. Thời khắc quan trọng, Johnny tiến vào, thế nên cấp trên kia mới chưa uống cốc nước. Johnny từ đầu đến cuối đều nói tất cả là do Simon giở trò quỷ. Sau đó Johnny lại cầm cốc nước kia lên uống, uống hết cốc đó, thần trí của Johnny giờ đã bị khống chế, cơ thể không nhịn được nhảy múa lung tung. Khi hai nước đang họp bàn bạc, Simon ra lệnh bảo anh ta tô xoắn lên. Thực ra đây là một khẩu súng. Simon ra lệnh Johnny giết chết người đối diện. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, Simon sẽ có được 5 tỷ thù lao. Phòng họp hoàn toàn chống đạn, người ngoài không vào trong được. Tình huống vô cùng nguy cấp, thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Chính vào lúc này, Johnny nhớ lại lời của sư phụ, nỗ lực điều khiển cơ thể không làm ra điều gì ngu ngốc. Mà Tucker cũng ở bên ngoài làm nhiễu tín hiệu. Johnny chiến thắng bản thân, hướng về phía Simon mà bắn. Lúc này Johnny đã không còn tỉnh táo, chìm vào cơn sốc cùng co giật, như một chàng hoàng tử cần công chúa đến hôn tỉnh vậy. Quả nhiên lúc này kết đến, gọi Johnny tỉnh lại. Hai người họ yêu nhau thật lòng, đã vượt qua giới hạn tuổi tác. Johnny đi nhảy dù, đuổi theo Simon, chạy xe mô tô đi đến bên rìa bờ vực, nhảy một cái bám vào cáp treo, lơ lửng ở đó. Cũng đến lúc đó Johnny thể hiện năng lực điệp viên của mình. Nếu không phải tay bị trói, anh ta sao dám đá mạnh vậy chứ? Johnny là người đã luyện công phu, có thể tùy ý đá. Lúc này Simon đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong lúc Simon cúi xuống nhặt súng, Johnny vừa xông lên đã đá một cú hiểm, khiến Simon gào khóc cha gọi mẹ. Vốn nghĩ rằng Johnny đã nắm giữ thế chủ động nhưng không. Johnny cứ lùi lùi và lùi, cứ thế ngã xuống dưới. Simon ngắm súng bắn về phía Johnny, Johnny lập tức mở ô phòng đạn. Không nghĩ rằng cái ô này thế là lại là một khẩu súng. Một phát súng đã tiễn được Simon, không cho đường thoát. Cuối phim, nữ sát thủ kia giả dạng thành nữ hoàng muốn xử gọn Johnny. Sau vài lần giằng co, bà ta lại nhanh chóng bỏ chạy. Johnny xông lên, nhìn nhầm nữ hoàng thành sát thủ, nhảy lên định xử gọn. Nữ hoàng đáng thương đến một câu cũng chưa thốt ra được đã bị đập liên tiếp. Johnny sau khi biết được chân tướng bị dọa đến mức không nói thành lời. Bộ phim này là điệp viên không không thấy, kể về một điệp viên đóng cửa tu luyện công phu, sau khi rời núi, lấy sức một người xử gọn đối thủ. Thích video thì follow nhé, hẹn gặp lại.